Mến chào quý vị khán giả đã đến với kênh tin mới của chúng tôi. Kênh của chúng tôi sẽ luôn cập nhật những thông tin mới nhất trong nước và quốc tế. Ngay sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Tình hình Biển Đông lạc quan hơn, Trung Quốc từ bỏ cưỡng ép Việt Nam. Chào mừng các bạn đã đến với video tổng kết về tình hình Biển Đông năm 2022. Trung Quốc trong năm 2022 đang vật lộn với COVID-19 và suy thoái kinh tế, cho nên các hành động của họ ở Biển Đông đã không còn diễn ra với số lượng nhiều như mọi năm. Trong năm 2022 này, chúng ta chưa nghe thấy một sự cố nào liên quan đến các vụ đụng độ giữa tàu chấp pháp Việt Nam và Trung Quốc trên vùng biển. Tuy không cưỡng ép Việt Nam, nhưng Bắc Kinh không vì thế mà bỏ qua các vụ quấy rối với các nước trong khu vực như Indonesia và Philippines. Bên cạnh đó, các quốc gia trong khu vực cũng có những động thái mới về chính sách liên quan đến vùng Biển Đông. Do cuộc chiến Nga phát động với Ukraine đã khiến các hoạt động Hoa Kỳ ở khu vực này cũng giảm rõ rệt khi sự chú ý chuyển hướng khỏi Biển Đông. Năm 2022 cũng là lúc thế giới phải đối mặt với cuộc chiến Ukraine và cuộc khủng hoảng ở eo biển Đài Loan vào tháng 2 và tháng 8. Những lo ngại rằng cuộc xung đột quân sự Ukraine gây ra sẽ nổ ra ở biển Đài Loan đã không xảy ra. Những lo ngại về kinh tế và chính trị trong nước, chẳng hạn áp lực lạm phát đối với nền kinh tế và đại hội đảng lần thứ 20 đã thu hút nhiều sự chú ý của Bắc Kinh. Tuy nhiên, hành động cưỡng ép hàng hải của Trung Quốc đối với các đối thủ Đông Nam Á trong và ngoài khu vực vẫn đang tiếp tục diễn ra ở Biển Đông trong suốt năm 2022, với các vụ việc được báo cáo dòng dài liên quan đến Indonesia, Philippines, Đài Loan và Úc. Các bên yêu sách khác nhau bao gồm cả Trung Quốc và Philippines đã tiếp tục tham gia vào các hoạt động xây dựng ở các tiền đồn hiệu quả của họ ở quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Việt Nam cũng đã được quan sát thấy đã thực hiện các hành động đáng kể về việc nạo vét và chôn lấp bắt đầu từ năm 2022. Tuy nhiên, có thể có lý do cho sự lạc quan. Cuối năm 2022 kết thúc một loạt các hội nghị thượng đỉnh khu vực. Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên trực tiếp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Hoa Kỳ. Bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Bali, lẽ ra phải tạo ra một khoảng nghỉ ngơi cho các nước trong khu vực khi tất cả đang nín thở cho cuộc xung đột giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Cách Trung Quốc và Hoa Kỳ quản lý cạnh tranh điện chiến lược của họ vào năm 2023 sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ đến các động lực chính trị ở Biển Đông. Chính quyền Joe Biden đã tìm cách cân bằng giữa việc đẩy lùi chủ nghĩa ngang ngược của Trung Quốc ở Biển Đông, đồng thời ngăn chặn sự cạnh tranh vượt khỏi tầm kiểm soát. Những diễn biến gần đây từ cuộc gặp gỡ Biden và Tập ở Bali, chẳng hạn như chuyến thăm mới nhất của phái đoàn cấp cao Hoa Kỳ tới Trung Quốc và chuyến đi dự kiến của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken, báo hiệu một năm 2023 ít căng thẳng hơn. Trên mặt biển, các hoạt động tự do hàng hải PhoNOP của Hải quân Hoa Kỳ tại Biển Đông đã giảm từ mức cao kỷ lục 15 lần năm 2020 xuống còn 5 lần vào cuối năm 2021. Và 5 lần vào năm 2022 cho đến nhiệm vụ của USS Chamberlain vào cuối tháng 1. Trong khi quân đội Hoa Kỳ duy trì sự hiện diện thường xuyên ở Đông Nam Á và Biển Đông thông qua các nhiệm vụ hải quân và không quân thường lệ. Việc giảm tần suất PhoNOP dường như phản ánh mong muốn thực hiện các hàng rào bảo vệ với Bắc Kinh. Các ưu tiên chiến lược của các nước ASEAN vẫn nghiêng về việc giải quyết các khó khăn kinh tế, cũng như áp lực lạm phát và thậm chí suy thoái kinh tế toàn cầu tiềm ẩn. Những sự chú ý mới sẽ cần được đặt vào ngoại giao để tạo đà cho các hội nghị thượng đỉnh năm nay ổn định và cạnh tranh trong khu vực. Việc nới lỏng các hạn chế đối với du lịch quốc tế cũng sẽ giúp tái tạo các sáng kiến ngoại giao trực tiếp, như các cuộc đàm phán ASEAN-Trung Quốc về bộ quy tắc ứng xử COC đã được đề xuất ở Biển Đông. Các cuộc đàm phán có vẻ đã lấy lại động lực với hai dự thảo văn bản đàm phán thứ hai hiện đang được thảo luận, nhưng rõ ràng là các bên liên quan đã lùi lại một thời gian nhất định và phần lớn là sự khác biệt giữa một bên tham gia COC vốn cản trở tiến trình đàm phán trước COVID-19 và sẽ tiếp tục gây tranh cãi. Trung Quốc và các đối tác ASEAN của họ sẽ thúc đẩy các cuộc đàm phán và chào mời các thành tựu, chẳng hạn như đọc bản dự thảo văn bản đàm phán với những lý do khác nhau nhưng lại giống nhau. Bắc Kinh cần thể hiện các cuộc đàm phán của mình, phản ánh mong muốn hòa bình, ổn định để chống lại những gì họ cho là sự can thiệp của nước ngoài vào tranh chấp của mình. Trong khi đó, ASEAN đã bị ảnh hưởng bởi những tiến bộ mờ nhạt trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng Myanmar, với sự tín nhiệm và mức độ phù hợp của ASEAN tiếp tục bị nghi ngờ. Khối này cần có một điểm tập hợp mới và sự tự xác nhận. Khó có đột phá mới trong tiến trình COC vào năm 2023
do khu vực này vẫn chủ yếu đầu tư vào các ưu tiên kinh tế xã hội trong nước. Song song, Biển Đông có khả năng phải đối mặt với một động lực kép của cạnh tranh và hợp tác. Washington vẫn sẽ tiến hành phôn ốp ở Biển Đông và có vẻ sẽ tiếp tục hợp tác với các đồng minh thân cận trong khu vực để dự kiến duy trì sự hiện diện quân sự ở Biển Đông. Hàng loạt các cuộc tập trận đơn phương có sự tham gia của Hoa Kỳ và quân đội các nước đồng minh đã thiết lập mô hình can dự này được tạo điều kiện thuận lợi bằng việc một số đồng minh này, chẳng hạn như Nhật Bản, tăng cường khả năng phòng thủ. Các cam kết quân sự được mở rộng của các cường quốc bên ngoài khu vực Đông Nam Á dự kiến sẽ diễn ra trong năm tới. Indonesia rất muốn mở rộng hơn nữa phạm vi của tập trận Super Garuda Asia vào năm 2023 để bao gồm nhiều quân đội nước ngoài hơn. Philippines và Hoa Kỳ được cho là sẽ xây dựng trên động lực từ những tháng cuối cùng của chính quyền Duterte bằng cách mở rộng các liên kết quân sự thể chế của họ, khi Manila cũng xem xét thỏa thuận lực lượng thăm viếng với Nhật Bản. Các bên Đông Nam Á sẽ tiếp tục tìm kiếm sự đảm bảo chiến lược thông qua cách tiếp cận tập thể với các đối tác trong khu vực, trong khi duy trì mối quan hệ phát triển dựa trên kinh tế với Trung Quốc. Điều này có thể khiến Bắc Kinh thận trọng và có cách quản lý động lực của mình với các đối thủ ở Biển Đông. Thật vậy, hành vi cưỡng chế của Trung Quốc ở Biển Đông trong khi vẫn nhất quán cũng đã cho thấy một số dấu hiệu của sự kiềm chế. Chẳng hạn vào tháng 5, lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc đã không can thiệp khi đối tác Philippines đặt định hướng trong một phần vùng đặc quyền kinh tế của Philippines mà chính quyền Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền. Đó có thể là niềm an ủi lạnh lùng vì các hành động của Bắc Kinh ở Biển Đông vẫn còn nhiều bất ổn cho đến tận năm 2023. Tuy nhiên, các nỗ lực ngoại giao đã được thực hiện bởi các bên liên quan, cả trong khu vực và ngoài khu vực ở Biển Đông sẽ tạo ra một số không gian cho sự hợp tác hơn khi các quốc gia trong khu vực phải đối phó với những thách thức kinh tế xã hội cấp bách hơn trong nước. Tất nhiên, chúng ta vẫn không thể chủ quan dẫu cho tình hình đã bớt căng thẳng, khi mới đây, phía Hoa Kỳ đã tố cáo Trung Quốc hành động thiếu an toàn trên khu vực Biển Đông. Cụ thể, Hoa Kỳ cáo buộc máy bay chiến đấu Trung Quốc đã có những thao tác vận động không an toàn trên Biển Đông đối với máy bay quân sự Hoa Kỳ. Tuyên bố của Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương-Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Năm, phi công lái chiến đấu cơ J-11 của Hải quân Trung Quốc vừa qua đã thực hiện thao tác bay không an toàn khi chặn máy bay RC-135 của Không quân Hoa Kỳ đang thực hiện hoạt động thường lệ một cách bất hợp pháp trên Biển Đông trong khung phận quốc tế. Theo cơ quan này, phi công chiến đấu cơ Trung Quốc đã bay qua chỉ cách đầu máy bay Hoa Kỳ 20 phút, tương đương 6 mét, buộc chiếc RC-135 phải thực hiện thao tác né tránh để không xảy ra va chạm. Các bạn thân mến, chúng ta không hy vọng một vùng Biển Đông căng thẳng. Nó sẽ không có lợi cho sự phát triển kinh tế của các nước trong khu vực. Mặc dù năm 2022 là một năm có vẻ yên ả hơn mọi năm, nhưng với một đất nước Trung Quốc mạnh mẽ vẫn còn nằm ở đó và thói côn đồ hung hăng chắc chắn sẽ không thể nào hết được. Có thể do tình hình trong nước có nhiều căng thẳng khiến cho họ sao nhãng đi một chút thôi, chứ bản chất vẫn vậy thì khi nào mọi thứ quay lại ổn định, họ sẽ lại dồn xuống Biển Đông mà quấy rối. Không rõ Trung Quốc sẽ cư xử với Việt Nam và các nước xung quanh Biển Đông như thế nào trong năm 2023. Nhưng chúng ta hãy cùng chờ xem những diễn biến tiếp theo của các sự kiện này. Còn bây giờ, chúng ta cùng đến với bản tin mới tiếp theo. Không quân Trung Quốc có nhiều tiêm kích hạng nặng hơn cả NATO và Nga cộng lại. Thưa quý vị, quy mô phi đội tiêm kích hạng nặng của Không quân Trung Quốc hiện đã dẫn đầu thế giới vượt xa mọi đối thủ. Năm 2022 là một trong những thời điểm quan trọng nhất đối với các vấn đề quân sự kể từ khi chiến tranh lại kết thúc, không chỉ do sự bùng nổ của cuộc xung đột Nga-Ukraine, quy tụ sự can dự trên quy mô lớn của nhiều thành viên NATO mà còn bao gồm những diễn biến đáng chú ý ở Đông Á. Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA tiếp tục củng cố vị thế của mình như một đối thủ cạnh tranh hoàn toàn ngang hàng với quân đội Mỹ, vai trò mà Nga đánh mất trong nhiều lĩnh vực liên quan tới năng lực tác chiến thông thường. Theo các chuyên gia Mitchell Watt, mặc dù sự chú ý của phương Tây tập trung nhiều vào hoạt động của lực lượng vũ trang Nga ở Đông Âu, nhưng căng thẳng Trung-Mỹ và rộng hơn là Trung-NATO vẫn còn đáng kể. Washington đã nhận được nhiều sự hỗ trợ hơn từ Nhật Bản và Australia, cũng như từ chính quyền mới ở Hàn Quốc trong nỗ lực duy trì ảnh hưởng của phương Tây tại khu vực Đông Á. Thông tin quan trọng đã được tiết lộ về sự phát triển của cả Trung Quốc và Mỹ đối với máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6, trong khi cả hai vẫn là những người duy nhất sở hữu những phi đội tiêm kích thế hệ 5 đầy đủ sức mạnh. Đồng thời,
đã hoặc sắp cho ra mắt oanh tạc cơ tàng hình tiên tiến. Những chi tiết về không quân Trung Quốc Blab trong năm 2022 vừa qua tiết lộ đã làm sáng tỏ đáng kể nền công nghiệp quốc phòng to lớn của nước này. Hiện tại, tất cả máy bay chiến đấu được sản xuất với quy mô lớn nhất trên thế giới ngoài F-35 của Mỹ đều là sản phẩm của Trung Quốc, bao gồm hai dòng tiêm kích hạng nặng J-20 và J-16. Mặc dù Trung Quốc từ lâu đã được biết là sở hữu phi đội máy bay chiến đấu hạng nặng lớn hơn nhiều so với Mỹ hoặc bất kỳ quốc gia nào có liên quan với Washington, nhưng tại triển lãm hàng không Chu Hải 2022, báo chí biết được rằng phi đội tiêm kích hạng nặng của Bắc Kinh rất có thể vượt qua không chỉ Mỹ mà còn cả NATO và Nga cộng lại. Ước tính, Pilat có khoảng 300 tiêm kích J-16 và hơn 200 chiếc J-20. Bên cạnh các mẫu cũ hơn bao gồm gần 350 chiếc J-11, 50 chiếc J-15 hoạt động trên tàu sân bay, 98 chiếc Su-30 và 24 chiếc Su-35 do Nga cung cấp. Một số lượng nhỏ Su-27 cũ mua từ lâu được cho là vẫn đang phục vụ. Như vậy, Blab đang có 1.000 đến 1.100 tiêm kích hạng nặng, không bao gồm máy bay đánh chặn và máy bay tấn công. Đây là phi đội lớn hơn so với bất kỳ hai quốc gia nào khác cộng lại. Quân đội Mỹ ước tính có khoảng 510 tiêm kích hạng nặng, chỉ khoảng một chục trong số đó là F-15EX thế hệ mới, còn lại là các mẫu F-15 thời chiến tranh lạnh. Chiếc cuối cùng được mua vào năm 2001 cũng như khoảng 185 chiếc F-22 sẽ bắt đầu nghỉ hưu vào năm 2023. Những tiêm kích F-22 mặc dù sử dụng khung máy bay thế hệ thứ 5 tương tự J-20 nhưng vẫn phụ thuộc vào hệ thống điện tử hàng không của thập niên 1990 và đang chờ được nâng cấp trong tương lai. Ngoài không quân Mỹ, USAF không có tiêm kích hạng nặng nào đang phục vụ ở bất kỳ đâu trong các quân đội phương Tây, khi những chiếc F-14, F-15 và F-22 chưa từng được các thành viên NATO bên ngoài nước Mỹ triển khai. Trong khi đó, Nga ước tính sở hữu 400 tiêm kích hạng nặng, bao gồm khoảng 110-130 chiếc Su-35, Su-30 SM, SM-2 và Su-27 thời Liên Xô. Khoảng 20 tiêm kích hạng Su-33 hoạt động trên tàu sân bay cũng đang phục vụ, cùng với 6 chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 Su-57. Ngoài việc vượt trội về số lượng, các máy bay chiến đấu hạng nặng của Trung Quốc còn trẻ hơn trung bình hàng thập kỷ so với Mỹ. Đồng thời, chúng liên tục thể hiện năng lực tinh vi hơn sản phẩm do Nga chế tạo. Còn bây giờ, video của tin mới đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Vừa rồi là những thông tin cuối trong bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!